Thưa quý vị, theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh doanh nhân Nguyễn Đình Chiểu năm 1822-2022, kết hợp với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre lần thứ 30 ngày 1 tháng 7 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre tổ chức chuỗi tọa đàm với chủ đề Doanh nhân Nguyễn Đình Chiểu, cuộc đời và sự nghiệp, nhằm tôn vinh và làm nổi bật cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn hóa lớn, nhà thơ, nhà giáo, người thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu. Giới thiệu các giá trị nhân văn tốt đẹp, những thông điệp về tinh thần nghĩa hiệp, lòng yêu nước, ước mơ về công lý, sự trân trọng phẩm giá con người, tinh thần cống hiến, công lao truyền dạy những giá trị cốt lõi về đạo lý và văn hóa truyền thống dân tộc của doanh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp của di sản Nguyễn Đình Chiểu trong hệ giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam đến với nhân dân trong nước và thế giới. Và đó là cũng là lý do của buổi gặp gỡ, thảo luận và giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lữ Minh Châu, thạc sĩ văn học, tổng biên tập tạp chí Cao Đài, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Cam, tức nhà thơ Kim Ba, chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre. Về phần tham gia biểu diễn văn nghệ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cô Võ Thị Kim Chi, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Hai, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre. Xin được trân trọng giới thiệu cô Lê Ý Thu, giáo viên trường Trung học cơ sở Nhuận Phú Tân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre. Về phần dàn nhạc, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Lời, soạn giả, nghệ nhân ưu tú, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, phân hội trưởng phân hội sân khấu thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre. Xin được trân trọng giới thiệu anh Minh Cảnh, hội viên phân hội sân khấu thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre. Và khách mời ngày hôm nay là các đoàn viên chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre. Đến giao lưu văn nghệ buổi tọa đàm ngày hôm nay thì Minh Tuyền xin được trân trọng giới thiệu cô Lê Ý Thu, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Tân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre, với tiết mục ngâm bài thơ Kính thưa cụ Đồ Chiểu của tác giả Đinh Hạ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Giữ đạo nhà trung trinh gìn giữ sơn hà nước nga, chẳng còn bóng giặc hung tàn mau sơn tô thắm quý hoàng sự vẫn giữ thanh danh gần đừng chẳng sợ hôi tanh mùi bùn dấu lò rễ rách chuỗi cung giữ nghề I'm
đèn xem chuyện bao người hai dân phán đau trời đau thay nhân gian hai nẻo chánh tà quay đầu bến ngộ dẫn lối chở chờ.